Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào anh. Xin chào anh Hoàng. Đầu tiên chúc Minh Hoàng và gia đình dồi dào sức khỏe. Chúc cộng đồng mạng dồi dào sức khỏe. Rồi, cảm ơn anh. Anh cho mọi người biết anh tên gì nè, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu anh? Tôi là Trương Thành Quý, hiện nay đang sống ở Đồng Nai, tài xế xe du lịch 7 chỗ. Trương Thành Quý, đến từ Đồng Nai. Anh Quý sinh bao nhiêu năm mấy anh Quý? Sinh 1965. Năm nay anh 59 tuổi ha. Dạ. Anh tài xế xe 7 chỗ, mình lái xe nhà ha, là lái cho công ty anh. Lái xe cho thằng em trai á. Là lái tư nhân Dạ. ha. Rồi bây giờ anh Quý nè, anh có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không? Dạ có. Anh mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Quý yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Dạ. Anh Quý phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của anh. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Anh Quý nè, anh cho biết là tình trạng hôn nhân của mình hiện nay ra sao anh? Hôm nay đã ly dị vợ được 6 năm. Về gia đình thì con cái và tài sản thì anh đã cho hết tài sản của anh. Và hiện tại anh đang sống một mình. Anh chia tay với chị, anh đi mình không ra luôn. Dạ, nhà với tài sản là ký cho hết lại cho con. Anh chị được bao nhiêu người con? 4 đứa con đã lập gia đình 2 đứa, còn 2 đứa chưa lập gia đình. Anh với chị chia tay nay bao lâu rồi anh Quý? Dạ được 6 năm. 6 năm. Rồi, 6 năm nay anh Quý, anh tài xế lái xe nè. Anh đi khắp nơi rồi anh không có quen được cô nào khác hả? Minh Hoàng, tại vì một cú sốc nó làm cho mình đau, đâm ra còn không có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Thì mới coi Facebook, YouTube của Minh Hoàng thì thấy nó cũng muốn kiếm một người an ủi về cái tuổi già, lo cho nhau để sống lẫn nhau. Trước tiên là mình phải chân thật. Anh thì cũng muốn tìm một người phụ nữ hiểu, thông thông cảm và hiểu biết để chăm lo cho nhau, sống cho nhau về cái tuổi già. Anh bị cú sốc cũng rất là nặng nên quyết định đi ra mình không luôn ha. Sao Minh Hoàng? Ý em nói đó là anh bị một cái cú sốc rất là nặng nên anh quyết định chia tay rồi đi ra ngoài mình không luôn đúng không? Thời gian 6 năm thì không có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Thì vô coi cái kênh YouTube của Minh Hoàng á, nói chung là cũng có người tốt chứ không phải là xấu. Đâm muốn kết nối Minh Hoàng để tìm một người bạn đời, mình chăm nhau về cái tuổi già. Hiện nay anh Quý ở Đồng Nai nè, anh đang ở nhà của anh hay là anh ở nhà trọ? Nhà của văn phòng của đứa em trai. Có nghĩa là em trai em ruột anh hả? Không, em trai bà con chú bác Có nghĩa trai làm đi. là anh trai đó làm công ty ha? Dạ. Rồi, tài xế rồi anh chạy như vậy lương ổn không anh Quý? Ổng lương tháng thì 9 triệu. Hồi 9 triệu. xưa là
Anh là doanh nghiệp mà, Ồ. anh là chủ nhà gạch mà, Chủ doanh chủ nhà gạch ở Đồng chủ Nai. ồ chủ gạch xây nhà ở Đồng Nai đó hả? Chủ lò gạch. Chủ lò gạch, gạch tất cả các loại gạch mà chở đi khắp nơi và xây nhà, xây tổ ấm đồ là gạch của Cung cấp vật liệu xây dựng cho miền Tây và ở Đồng Nai. ngày xưa là toàn bộ những viên gạch mà xuất xứ trở Đúng. về miền miền Tây là do cái lò của anh sản xuất ra không đó đúng không? Ông thì có nhiều doanh nghiệp cùng anh em với nhau thì làm cái nghề gọi là gạch, thì mỗi mỗi người mỗi cái cơ sở mỗi cái doanh nghiệp thì đều sản xuất là gạch, thì cũng các nơi đổ về miền Tây xây dựng các nơi. Gặp mắt lắm á anh, mà sao anh dẹp anh không làm nữa hả? Ông tại cú sốc là khi anh lo anh làm á, anh giao cho hết vợ làm giám đốc rồi đi ngoại giao, rồi lý còn ngoại giao luôn. Thì Có nghĩa cú sốc. là đi 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 ngoại giao rồi đi 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 xuất ngoại luôn hả? Cú sốc đó thì anh quá đau. Rồi hiện giờ cái công ty gạch của anh còn Dạ còn còn vẫn sản xuất ở ở ở Long Thành, Đồng Nai. Ồ, có nghĩa là anh giao tất cả nhà cửa tài sản lại cho con cái anh hết. Đúng, anh ký cho bốn đứa con, đất đai rồi nhà cửa lò gạch rồi anh ký cho là hết. Anh không lấy một thứ gì luôn. Không, anh đi anh có 2 tỷ, anh lấy chi 2 tỷ. Ồ, có nghĩa anh cũng có 2 tỷ Thì nói chung mình lăn lóc mình cũng làm, tại anh chạy xe này là ba mươi mấy 40 năm ngân rồi. ha. Bây giờ có 2 tỷ, nếu mà có cái chị nào đến với anh thì có thể kiếm miếng đất nhỏ nhỏ rồi cái nhà hai ông bà ở cũng được rồi. Dạ đúng rồi, Minh Hoàng thì mình muốn kiếm một người mà hiểu biết cũng thông cảm với người đàn ông, với mình đến với nhau cái chân thật để chăm lo cho nhau để hết cái khoảng thời gian còn lại, chứ đừng có mà giả dối hay là đòi hỏi cái vật chất là mình tạo, rồi khi ngã xuống mình mất đi mình cũng đâu đem theo đâu Minh Hoàng. Đúng rồi, triết lý của nhà Phật mà cuộc sống là vô thường, nhưng mà nói vô thường nhưng mà mình cũng phải sống cho nó thực tế, chứ không phải nói vô thường rồi mình sống tiêu cực là không đúng. Đúng rồi, mình Vô mang có tiền. thường mình phải sống tích cực mới là mới được, biết nó vô thường nhưng mà mình vẫn phải sống tích cực, mình sống cho nó tốt Cũng về mọi mặt. lâu lâu anh cũng về thăm hai đứa nhỏ, cũng ăn uống với nó rồi ngồi nói chuyện. Thì thôi giờ cái duyên cái nợ của ba mẹ không thành, nhưng mà con cũng cố gắng, tụi con còn có hai đứa thì hai đứa cố gắng ăn học, thì cái sự nghiệp ba để là cho tụi con hết, thì đó thì cái tài sản đó tụi con dựa vô đó mà tụi con sống, thì ba Em năm đi được chứ không phải là ba làm không được. cái gương mặt của anh cũng là gương mặt của chủ cả mà. Mới đầu là ghi ghi lắm rồi ha. Giờ từ từ cũng lộ ra Với Minh Hoàng, đàn ông mình phải trả giá Minh Hoàng ơi. ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh Quý nè, anh cao bao nhiêu anh? Anh cao 1m67. Cân nặng anh Quý, anh cân nặng bao nhiêu? Anh nặng 65 kg. Cao 1m67, nặng 65 kg, tướng anh cũng chuẩn lắm rồi đó. Chứ anh bảy mấy Anh lớn tuổi có thường bia rượu anh. anh Quý, có thường bia rượu không? Không bỏ rồi. Đúng rồi, chứ cái nghề của anh mà ngày xưa là giám đốc lò gạch mà thì phải đi ngoại giao giao tiếp rồi phải bia rượu nhiều lắm. Đúng rồi. Thì sau này bỏ bỏ rồi
Bây giờ tình hình mà công an nó bắt quá đi tài xế mà sơ xuất cái là giam bằng. Đúng rồi, giam bằng rồi còn bị phạt nặng nữa. Ba mấy 40 triệu. Có nghỉ á, thì ngày thứ bảy á, chiều thứ bảy á, thì là uống vài ba lon, chủ nhật mình được nghỉ thì cái nồng độ cồn của mình á, thì không còn. Anh quý là cà phê thuốc lá thì chắc hẳn anh cũng có rồi ha, À đúng rồi, Minh Hoàng. tài xế mà. Quý nè, anh có cái điểm mạnh cái điểm yếu gì không? À, hồi xưa thì anh nóng tánh lắm, nhưng mà bây giờ là anh đã bỏ cái nóng tánh đó rồi. Giờ mình chỉ sống giản dị và sống chân thật để cái khoảng thời gian còn lại, cái của cải thì mình cũng không có đem theo được, thì mình ký mình cho con hết để sau này con nó không có hận mình. Cũng tốt. Anh quý, anh coi chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi em lâu chưa? Thì cách đây cũng được 5 6 tháng thì cũng có coi nhiều cái kênh chương trình, nhưng mà trong chương trình của em thì nó cũng có nhiều cái phụ nữ thì rất là chân thật để đến để tìm hiểu cái tình yêu để nương tựa lẫn nhau về cái tuổi già. Thì nói chung là Minh Hoàng cũng mát tay, thì cũng có làm nhiều cái cặp đến với nhau một cái tình thương chân thật. Thì anh cũng rất là cảm ơn Minh Hoàng. Bên em thì em ít có quay những cái cặp mà họ thành rồi đó, họ cũng có mời quay mà em cũng ít khi quay lắm. Tại vì miễn sao là cô chú anh chị hạnh phúc là tụi em vui rồi. Rồi đúng rồi, cảm ơn Minh Hoàng nhiều. Rồi hôm nay anh quý là anh gọi đến cho Minh Hoàng, anh muốn Minh Hoàng giúp anh bằng cách nào? Thì nói chung là không mới mới coi đây cách đây 8 9 ngày, nhưng mà có cần phải nói ra hay là chút xíu nữa anh sẽ trao đổi với em sao? Cái này thì tùy anh, nhưng mà theo ý Minh Hoàng á là anh nên chia sẻ bản thân mình thôi, thì nó sẽ có cái kết quả tốt đẹp hơn. Tại vì nếu mà mình một khi mà mình nói mình ấn tượng ai đó, mình quyết định mình chọn người đó, nó sau này ví dụ như mình thì mình chọn người ta không chọn mình thì sao? Thì mình sẽ bị mất đi cơ hội. Thôi thì bây giờ anh cứ bày tỏ bản thân mình thôi. Thì mong muốn mình kiếm một người chân thật, hiểu biết, thì thông cảm lẫn nhau Rồi, chân để thật, hiểu biết, lắng thông cảm lẫn nhau để đi hết rồi. vấn đề còn lại ha. Dạ. Bây giờ anh Quý muốn cái chị đó nè, có công ăn việc làm, nhà cửa như thế nào không? Không, thì nói chung là mình đến với nhau không phải là mình đến với nhau là cái tình thương và đùm bọc với nhau về cái tuổi già. Rồi cái giãn cách thì có thì cũng chuyện bình thường, mà không có cũng là bình thường. Đúng rồi, thì anh cũng là một cái chủ doanh nghiệp, cũng đã từng nắm những cái số tiền rất là to. Thì đến lúc này thì anh ngẫm ra được cái câu vô thường, có đó rồi mất đó, nó cũng là cái chuyện bình thường, nó rất là bình thường. Tại vì mình cũng đã từng làm ăn lớn, cầm những cái số tiền lớn, giao tiếp với những cái chủ này chủ kia. Thì bây giờ cái chuyện mà không phải là thất bại, cái này anh cũng không phải là thất bại, mà anh bị một cái cú sốc. Bây giờ anh giao lại cho hết cho con vợ con anh, chứ anh cũng đâu có phải là bị thua lỗ, bị mất mát gì đâu mà nó buồn, đúng không? Dạ đúng rồi. Đối với anh bây giờ thì nó cái cuộc sống thì nó cũng đơn giản đó. Bây giờ anh cũng vẫn còn một cái số tài khoản, nếu mà nói so về giàu thì nó không giàu, nhưng mà cũng kết xù rồi đó.
Ông Mình... nói chung là cũng sống cho nó hết khoảng thời gian còn lại, Đúng rồi. thì anh cũng nói Minh Hoàng á, thì mình cũng muốn kiếm một người phụ nữ đảm đang và chân thật để mình đến với nhau, điều đó là điều tốt đẹp nhất cái khoảng thời gian còn lại của mình. Nhưng mà như vậy nè anh Quý, nếu mà sống cái khoảng thời gian còn lại tốt đẹp, muốn cái người đó chân thật đến với mình, mà nếu mà mình không có 2 tỷ đó thì nó cũng rất là khó đó nha, chứ không phải đơn giản đâu. Thì anh cũng là một cái doanh nghiệp, anh cũng từ một cái người thấp và đi lên tới cao, thì anh cũng hiểu được là bây giờ vô thường thì nó là vô thường, nhưng mà bây giờ không có thì như thế nào? À, thì đó, đó nên thành ra cái chỗ là anh sẽ có cái lợi thế là anh cũng còn lại, anh ra đi anh cũng còn lại một cái mang theo một cái số vốn để mà mình lo cho cái cuộc sống còn lại của mình chứ, đúng không? Dạ đúng rồi Minh Hoàng. Rồi bây giờ anh muốn chọn cái chị đó độ tuổi khoảng bao nhiêu mới thích hợp với anh? Thì lớn anh 4 tuổi trở lại hoặc người nhỏ anh 4 tuổi trở lại. Lớn hơn anh 4 tuổi, nhỏ hơn Dạ anh 4 tuổi. dạ Hiện nay anh là 50 59 tuổi. dạ Bây giờ là từ 55 cho đến 63. dạ Rồi. Anh thích chị đó ở vùng miền nào? thì nói chung là mình người miền Tây thì mình tiếp xúc với người miền Tây nó dễ hơn. Cái miền ngoài á, khi mà tiếp xúc á, thì người ta nói chuyện mình hiểu không được rõ chữ, rồi đâm ra cũng không hiểu nhau lắm. Thì mong muốn là mình kiếm một người phụ nữ miền Tây á, thì nói chung là quen rồi, tại anh quê ngoại là Cần Thơ, thì đâm ra mình quen cái cuộc sống rồi. Hồi xưa anh làm ruộng mà. Rồi Minh Hoàng cũng ngẫm ngẫm cũng ước được là anh có một cái ấn tượng với một người nào đó rồi, Minh Hoàng cũng hiểu, nhưng mà thôi mình cứ cho cái độ tuổi từ 55 cho tới 63 đi ha. Ví dụ như bây giờ mình không nói tới cái người đó đi, có một cái cô nào đó thật sự có đạo đức, có những cái tiêu chí nãy giờ anh đưa ra đó, nhưng mà vì một cái hoàn cảnh mà cái phước của cô đó nó kém, không có nhà cửa, nhưng mà người ta biết lo làm ăn, người ta rất là đạo đức, người ta biết thương anh nè, ta muốn kết nối với anh, thì bây giờ anh tính như thế nào? Thì nói chung là để mình tiếp xúc với nhau coi cái duyên nợ nó như thế nào, rồi mình tìm hiểu cái người đó, cái nội tâm của người ta có hiểu được mình hay không. Mình đến với nhau thì nếu mà đến với nhau thì cái chuyện đó là bình thường, ví dụ cô đó không có nhà thì anh sẽ kiếm cái nhà để mình sống qua nương tựa qua ngày. Ở cái người đó mà có điều kiện thì anh về bên đó, anh ở bên đó, anh gần gũi bên cái cô đó, anh chăm sóc cái cô đó từ miếng ăn, từ viên thuốc. Rồi bây giờ ví dụ như vậy là anh Quý, Minh Hoài sẽ đưa ra cho anh ba tỉnh miền Tây, thì Minh Hoài nghĩ chắc chắn là ở trong đó sẽ có một người anh chọn giống như cái độ tuổi anh đưa ra, một người ở Long An, một người ở Bến Tre, một một người ở Bạc Liêu, trong ba cái tỉnh đó là có một người anh ấn Minh Hoàng đã được. không? Tuy người ta tuổi nhưng mà người ta hiểu biết sâu xa hơn, ta cũng không có cần cái người đó phải già, đến với nhau sống bằng cái tình yêu, sống bằng cái chân thật, chăm lo cho nhau về cái tuổi già.
để đâu mà bôn chen Minh Hoàng. Chủ lo gặp mà ha. Không biết là trong mấy cái ba cái tỉnh đó xài gạch của anh nhiều lắm á. Không thì thường á, thường á là gạch Long An sau này thì ở dưới Long An nó sản xuất, thì cũng Long An nó cũng lên đây, nếu mà người ta hiểu biết thì người ta lấy gạch miền Tây á, là xây tô á, sau này 5 năm 7 năm á, nó không bị dột. Xài gạch ở Vĩnh Long á thì nó sẽ bị dột, lâu ngày phèn á, bị phèn nó ra rồi em xây em tô lâu ngày cái tường của em nó bị dột. Mà cái gạch Đồng Nai á là không bao giờ bị dột, tại vì nó là đất núi. Đúng rồi, gạch Đồng Nai là cái hình như cái đất đó, đất núi nó tốt, viên gạch nó cứng dữ lắm. Đúng rồi, đất núi nó không có bị phèn. Cục gạch Vĩnh Long nó bị phèn. Qua cái nó cách nói, qua cái cách nói chuyện của anh nãy giờ thì Minh Hoàng cũng phỏng đoán chút chút xíu chắc anh cũng thích cái tỉnh gần hơn đúng không? Dạ. Theo nãy giờ cái cách anh nói chuyện thì Minh Hoàng phỏng đoán thì anh nói chuyện chắc là anh cũng liên kết tới gặp Đồng Nai với Long An đúng không? Dạ đúng rồi, tại hồi xưa tại anh làm gạch là ba mươi mấy năm rồi. Thì lúc đó Long An chưa có sản xuất gạch, thì đó gặp mình về Long An, về Bến Tre, sau này Vĩnh Long nó sản xuất gạch, gạch Vĩnh Long rất là đẹp, nó bóng nó láng, nhưng mà thời gian xây tô á, nó cái độ bám tường nó không có bám. Đúng rồi. Cái đất sét mà đất nó là đất sét lấy từ ruộng mà. Dạ. Còn cái gạch của anh là nó lấy từ đất núi mà. Dạ dạ đúng rồi. Nó cứng. Rồi, chung quy là hôm nay anh chia sẻ bản thân của mình. Dạ. Sau khi cái video đoạn video này đăng lên, em sẽ lấy cái đường link em sẽ gửi cho riêng cái chị đó, chị xem ha, rồi chờ kết quả. Còn nếu không được thì các chị từ 55 cho tới 63, các chị thấy anh Quý nói chuyện có duyên hay, mà anh Quý cũng đẹp trai ha, đó, rồi các chị cứ mạnh dạn gọi đến số chương trình. Chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có một cái cuộc gặp gỡ giao lưu tìm hiểu với nhau. Sau đó thì nếu mà thấy hợp thì anh chị tự cho số ha, rồi về nhà mình tiếp tục tìm hiểu, rồi có thể đi tới bên đây bên kia để mình giao lưu. Rồi bây giờ anh Quý, anh có cái lời nào nhắn nhủ tới cho các chị không? Thì nói chung cuối trình chương trình thì chúc mấy anh chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Rồi chương trình cũng chân thành cảm ơn anh Quý ha, đã dành thời gian quý báu của mình để anh em có cái cuộc trò chuyện vui vẻ. Nếu quý vị thấy anh em nói chuyện vui, hấp dẫn thì quý vị cho Minh Hoàng và anh Quý đây xin một like, một chia sẻ và một đăng ký để Minh Hoàng có thêm nhiều động lực ha. Trước khi kết thúc chương trình, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Quý ha. Cảm ơn.